Dạ vâng, em Khả Năng Ô Tô xin kính chào tất cả quý các bà con, cô bác, anh chị cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng, số điện thoại 0326062789. Xin trọng cảm ơn tất cả quý tình cảm, quý bà con, anh cô bác, anh chị trong thời gian vừa qua đã luôn luôn ủng hộ đồng hành cùng Khả Năng Ô Tô. Mọi người hãy ấn nút like đăng ký kênh giúp Khả Năng Ô Tô nhé, vì nó hoàn toàn miễn phí, nhưng mà khi nào mà Khả Năng Ô Tô lên sóng video mới thì nó sẽ báo về cho mọi người sớm nhất có thể, để mỗi khi chiếc xe nào đẹp anh em thích rồi mà một tuần sau mới gọi thì chắc chắn sẽ không còn nữa. Nên là ví dụ như chiếc xe đẹp này, trước mắt quý vị anh chị đây, một mẫu xe mà hơn 130 một chút. À, mẫu xe thương hiệu của Nhật Bản, sản xuất tại Việt Nam, đời 2003, phiên bản Classic, Mazda 6, Mazda 323 các bác nhé, 323. 626 và 323 thì em có hai chiếc. Một chiếc 323 màu đen và một chiếc 626 cũng màu đen nằm kia, biển 36 một chủ kia. 626 thì động cơ nó 2.0, nó là dòng xe phân khúc C. Còn 323 là phân khúc hạng B thôi. Nó cũng CC rồi đấy, BB cộng đấy. Và nó đẹp hơn Vios. Đời 2009 đến 10 thì Vios chưa chắc đã ăn được nó nhé các bác nhé. Dòng xe này vừa bền vừa đẹp, vừa động cơ nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu. Với động cơ 1.6 thì xăng nó tiêu hao tầm khoảng 6 lít rưỡi xăng trên 100 km các bác nhé. Vì nó là xe cũ rồi. Dù gì thì nó sẽ tốn hơn xe dòng xe mới một chút, nên là nó không thể rẻ hơn 6 lít được, nó phải tầm 6 lít rưỡi. Là để hỗn hợp nhé. Còn nếu anh em đi đường trường nó thì tầm 5 lít rưỡi thôi. Còn nếu anh em mà đi trong phố thì nó tầm 7 lít rưỡi, 8 lít gì đấy. Anh em ạ, trong Hà Nội thì nó phải 8, 9 lít. Nói chung là tùy đường địa hình. Chung chung nó khoảng tầm 6 lít rưỡi xăng trên 100 km các bác nhé. Với cái cửa tiền mà chúng ta đang hướng đến là hơn 130 thì em nghĩ dòng này là dòng xe mà sẽ là ưu tiên lựa chọn hàng đầu của mọi người. Khả Năng Ô Tô khuyên mọi người lên lấy chiếc xe Mazda 323 này. Phiên bản Classic thì nó là bản đủ, dạng như là Vios E và Vios Nimo đấy. Thì đây là Vios E đây. Nó chính là phiên bản số sàn, bản đủ, có túi khí và phanh ABS 4 bánh luôn. Có lan đan đúc nguyên bản theo xe. Đấy. Là dòng xe đời 2003 mà nó đã có trang bị đầy đủ hết rất là nhiều thứ rồi các bác nhé. Về form dáng thì nó không đâm đụng va chạm gì nặng nên là nó gần như là rất là đẹp. Không có sức sát thì sơn si tỉa toát đánh bóng toàn bộ xe rồi các bác ạ. Đó, về form dáng thì anh em nhìn không? Bây giờ đã được 19 năm sử dụng rồi mà nó vẫn còn rất là đẹp. Quan trọng là chiếc xe này ấy, ngày xưa người ta không có chạy dịch vụ. Nói thật với các bác, đời 2003 mà mua được xe này mà chạy thì ngày xưa anh em chạy dịch vụ chỉ mua được mấy cái dòng như kiểu là Cutra G hay là mấy con xe mà đời tống dạng lâu lâu được cơ. Đấy, chứ còn dòng xe này thì nó thật là có tiền, hoặc là trong quân đội, hoặc là trong cơ quan xí nghiệp người ta mua thôi. Giám đốc lãnh đạo người ta mua dòng này người ta đi. Đấy, vì nó rất là đắt. Và độ bền nó cao lắm, đến bây giờ nó vẫn còn đẹp như này cơ mà. Nguyên nỉ bên trong anh em. Lốp 4 quả mới cứng, xe không taxi, không dịch vụ gì. Dòng này mà bây giờ anh em mua về chạy taxi vẫn rất là ngon nhé. Anh em nào mà có cổng trường học, bệnh viện hay là những chỗ mà anh em mà nghĩ là nó chạy được dịch vụ đấy thì anh em mua về vẫn chạy được, chứ không cứ phải xe đẹp quá. Nói chung xe này với cửa tiền hơn 130, anh em ở trên phố, ở trên núi hay là trên đồi chẳng hạn, anh em vẫn mua được về chạy dịch vụ kiếm tiền thoải mái. Nói thật với các bác là tiền nào của đấy, tùy từng vùng miền. Nhiều anh em này đi xe đẹp, anh em nhìn vào những xe này anh em cảm rất là xấu. Ừ thì tất nhiên nó cũ, nó xấu rồi. Nhưng mà đối với những người mà chưa có ô tô đi bao giờ đấy, mà mới cửa tiền hơn 130 một chút, anh em mua được chiếc xe này thì đi rất an tâm luôn. Khả Năng Ô Tô tuyên bố với bà con, các anh chị là em bán chưa cái chiếc nào mà em là khách hàng của em chê một câu nào cái dòng Mazda 323 này. Bằng chứng là em bán cho em trai người Bắc Giang con chiếc xe Mazda 323 màu trắng cũng như này đấy. Em bán cho em nó đi một năm, em bán lại cũng không kêu, không chê câu nào, em thay mỗi cái bình ắc quy đấy, xong em bán cho anh em người Hà Nội đấy, người Hà Nội cũng đi, anh thực sự là anh cảm ơn em đã, anh đã tin tưởng chú là hợp lý, đi rất là sướng em ạ, chẳng thấy hỏng gì đấy. Mấy tháng này rồi có kêu ca gì đâu. Nên cái dòng này nó thật với bà con, bác anh chị là nó gần như tuyệt chủng đấy, anh em mua sớm một chút vì người ta đã mua rồi nhá. Cửa tiền người ta có, người ta phải gắn bó vài năm người ta mới bán, người ta mới lên đời. Nên mọi người hãy cố gắng mua được một chiếc xe dù bé dù to dù nhỏ nhưng mà nó cứ bền lành một chút, rồi anh em đi lại thì sau này có điều kiện chúng ta lưng đời. Bọn em ở đây vẫn đổi khác bình thường mà, sau này các bác muốn đổi thì bọn em vẫn đổi cho mọi người. Dòng Mazda 323 này thì em thấy rất là lành, máy gầm ngon, điều hòa mát, nội thất đẹp, xong rồi rộng rãi, form dáng cũng khá là bắt mắt đối với cửa tiền mà chúng ta đang mong đợi. Thì đời 2003 bên em đang chào bán mức giá 138 nhé, đăng kiểm thì tháng 7 năm 2022. Giá này em có bao rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển, tất nhiên có bớt cho bà con khi bà con liên hệ Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Ui đẹp lắm, anh em nhìn đi, không khoan đục này, tapno còn như mới này, tapno gọi bàn thờ của xe đấy còn như mới luôn, có cái ghế da trong kia hơi rách tí kìa,
anh em nhìn không, cái đấy mình vá được nhé, vá một miếng ấy thôi, nó rơi khoảng tầm vài trăm thôi, tại vì bộ ghế da rất là mới và đẹp thế này anh em, mà thay cả thì rất là buồn. Đây chân nỉ, ui đẹp chưa, ui xuất sắc luôn, chân nỉ này, chân nỉ nguyên bản luôn anh em nhìn này, tapi lỉ này, trời ạ, đẹp căng như này mà. Hôm nọ anh em nào hỏi con nào đẹp căng thì gọi cho anh thì đây, chẳng lưu số được mà gọi, bây giờ một ngày anh em gọi vài chục người. Nó thật, nếu mà có kế toán thì em cho kế toán nghe máy xong bắt đầu là nó ghi số ra, xong rồi đánh dấu ra, xong rồi làm Excel, xong bắt đầu khi khách hỏi thì tư vấn lại. Chứ còn để mà nhớ được số các bác để gọi lại thì khó quá. Đấy, giờ lại gọi. Hiểu tapi cánh cửa này, các bác nhìn này, nguyên nỉ này. Lý xịn nhé các bác nhé, nỉ theo xe từ đầu đấy. Gương kính chỉnh điện 4 cánh. Này, không bị mòn một chút nào luôn các bác nhìn không? Rất đẹp, keo chỉ zin này. Đó. Không đâm đụng va chạm gì. Chiếc này chỉ cần dọn nội thất thì một tí tí nữa thôi là bọc cái loại tí cái da kia là ok, nét căng luôn. Thì bao bền bao đẹp cho bà con. Cốp cát rộng, tha hồ để đồ. Đấy, anh em thấy Tết vừa rồi, anh em thấy anh em đi xe về anh em có thấy sướng không? Ông nào có xe hỏi thật với các bác là vừa mua xe xong có Tết có xe đi có sướng không? Quá sướng luôn. Thứ nhất đỡ phải uống rượu này. Đấy, vì sợ công an thổi nồng độ cồn, đỡ phải uống rượu. Thứ hai là ấm áp, gia đình hạnh phúc. Đi đâu cũng thế, oai. Rẻ cũng được, 5-70 cũng có xe đi. Nhưng nó oai, đi nó sướng. Đây này. Ngày xưa thì anh em bảo mua SH oai, sĩ mua, bây giờ bình thường. SH quá bình thường luôn. Không phải SH là giàu đâu. ZX vẫn đi được mà. Cả cái con quay tàu vẫn chạy mầm mầm. Kiếm mà tiền, đôi khi quay tàu kiếm nhiều tiền hơn SH. Nên là anh em cứ đừng có ngại, mình cứ mua làm sao nó hợp lý giá tiền. Yêu con này đẹp thật đấy. Đây này, xuất sắc luôn đấy anh em. Rất là mới nhá, cái này rất là mới này. Tapi cửa này không mòn tí nào luôn. Đây, trong này có cái gì xấu không thì chê luôn. À đây, có cái vô lăng này thì anh em bọc lại mất khoảng tầm 500 nghìn nhá. Cái này nó hơi bong ra, cái này là khâu ra nên là anh em bóc ra thoải mái, bóc ra nó bên trong nó còn nguyên nhựa. Còn đây, cái phần đẹp của nó anh em có thể nhìn thấy phần mặt còi của nó này. Không hề có xước xát gì và không hề có bong chóc gì nhé. Đây, túi khí tích hợp bên trong này nhé. Đó, có màn hình rồi, trang bị đầy đủ màn hình rồi. Có túi khí nhé. Đầy đủ hết các bác nhé. Trời ơi, đấy. Máy nó nổ êm ru, ngồi trong điều hòa thì mát. Sướng cuộc đời luôn. Cái này vài hôm nữa nó lắng chứ đi ngồi, nhưng mà vãi cả mồ hôi hột ra ngồi lên con xe nó thật mà. Nó có rẻ tiền đi thì, hay là đắt tiền đi nữa thì nó cũng là một chiếc xe để thứ nhất là tránh mưa tránh nắng này, thứ hai là chở con chở cháu đi học. Đấy, dù gì nó cũng có rất nhiều công dụng. Tất nhiên là mình phải mua bằng tiền rồi. Không xin ai cho ai được nhưng mà cố gắng đi. Anh em nào chưa có điều kiện mua xe, nó thật luôn luôn động viên mọi người cố gắng làm việc chăm chỉ, tiết kiệm. Tiết kiệm một chút để một dành một khoản ra để mua xe rồi nuôi xe. Về chi phí nuôi xe thì một tháng thì nó rơi vào khoảng tầm, nếu anh em đi theo cây số đi, 100 km thì anh em đi hết khoảng tầm 7 lít thì khoảng tầm 150. Thế một tháng anh em đi khoảng 1.000 cây thì anh em hết 1.500.000 tiền xăng nhé. 1.500.000 tiền xăng, đến 2 triệu đi, cứ cho 2 triệu đi, cả phí đường 2 triệu. Nhưng mà 2 triệu anh em đi 1.000 km thì anh em làm ra nhiều tiền lắm. Đấy, cứ có xe đi được các bác sẽ biết nhé. Mấy ông chủ thầu xây dựng mà đi công trình công trường ấy, uống rượu cho nắm, chạy lòng vòng đi công trường, đi dẫm cả vào đinh đi, chóng mặt quá mà. Nắng cái này đến chọc tay túi quần thôi. Chỉ đạo làm sơn rồi làm gì, anh em cứ cố gắng đi, làm cái gì cũng thế thôi, cứ làm ông chủ dần đi. Ông nào mà đang làm công nhân thì làm tốt cái công việc công nhân đi. Đấy, tháng dành dụm đến khoảng 10 triệu. Nếu nhà xa thì mua cái xe để đi lại, đi làm. Còn không cần thiết thì thôi, chưa mua cũng được. Tập trung tiền vào để trả nợ. Đấy, còn ông nào mà có tiền có điều kiện rồi, dư vài trăm mà xe nhà có rồi, hoặc là nhà thì năm nay chưa được tuổi, 2 năm nữa thì mình kiếm được khoảng tầm 200 nữa, thì anh em mua cái xe hơn 100 chạy được. Đấy, động viên mọi người thế. Có xe ô tô đi nó sướng lắm anh em nhé. Đây là phần khoang máy, ui sáng thế. Máy sáng trưng. Khô đét, không có chảy dầu chảy mỡ gì nhé. Đầu răng sắt xi còn nguyên. Không đâm đụng va chạm gì anh em nhìn đâu. Keo chỉ cabo nguyên zin này. Đấy, xe đẹp đây. Giời ơi, máy khô đét đẹp này. Anh em nào lổ địa chỉ em đánh xe tận nhà cho bà con xem, quá các chị xem này. Đấy, không đâm đụng va chạm ngập nước gì. Máy số rin. Đấy. Sướng đời con nhà bật mặt trời luôn.
rất là ngon, đẹp, sạch sẽ, không đâm đụng va chạm gì. Sơn xi máy gầm không phải làm. Đấy, rút hồ sơ thoải mái, tư nhân chính chủ, biển Ninh Bình. Máy số rất là êm, không đung giật, không chảy dầu, không phịt khói đít. Đấy, anh em nhìn thấy không? Rất là ngon. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của Khả Năng Ô Tô. Xin kính chúc tất cả mọi người hạnh phúc, vui vẻ, thành công, may mắn, kiếm thật nhiều tiền để mua cho mình chiếc xe đẹp, lái xe trên đường vạn dặm bình an, thành công, may mắn. Xin chào, hẹn gặp mọi người trong clip tiếp theo.